tặng một con để gửi cho bác khách ở trên thành phố Thái Nguyên. Tất cả những con này tôi đều test hết rồi nhá. Nhưng mà tôi quay tạm một con để các bác cũng biết. Những con nào tôi test tôi đều quấn đoạn dây anten đây. Đấy là cái để các bác biết là tôi đã test. Con này tôi sẽ test gửi cho anh khách ở thành phố Thái Nguyên. Rất cảm ơn các bác tin tưởng ủng hộ cửa hàng. Những con này hôm qua tôi mở kho thóc đăng lên 6 con, 5 con thì khách đã mua 5 con rồi. Đây còn đúng 1 con thôi. Tổng có 6 con nhưng qua tôi quay có 5 con. Ở đây trong lô này chỉ còn đúng 1 con. Còn lại bác nào có nhu cầu thì bốc. Nghĩa một đống đây nhưng mà khách đặt tiền hết rồi các bác nhá. 1,2 triệu đồng. Tôi test con này gửi cho anh khách ở trên thành phố Thái Nguyên. Đang nghe tần số. Đây là 91 này. Tám chín đây. Có sóng nó đèn sẽ sáng đây. Xin chào, hẹn gặp lại. Long lanh luôn. Con này nó vẫn có đoạn băng dính dán nguyên từ lúc nhập về nên tôi vẫn để.